Ê Trung, giờ mẹ thăm bảy, mấy bữa nay thăm bảy thất thu quá, không có gì thu mà cũng chẳng có tiền. Giờ tao mày chơi cái trò này cá độ ăn tiền nè, chơi không? Cái tội gì? Giờ là ăn ăn chanh nhưng mà không có mặt mày, không có nhăn, nếu mà thằng nào nhăn là nó thua. Thấy không? Ăn mà mặt không cảm xúc nha, ăn mà kiểu mà ăn ăn không có một tí cảm xúc gì luôn. Là nếu mà thằng nào chỉ cần nhăn cái là thua. Ăn chanh chấm ớt, một trái chanh là chia làm bốn, rồi mà ăn phải ăn, không phải ăn lần, ăn bốn lần vậy đó. Cứ mà một miếng là ăn, cứ ăn 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 tới từ 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 miếng á. Nếu mà thằng nào rớt cái chỗ nào là nhăn mặt chỗ nào là thua. Rồi Chăm tôi chuẩn nữa bị đây, mỗi thằng 5 xị nha. rồi Rồi chơi thằng nào luôn, nào thua là nó mất nha. chơi chơi luôn, bỏ bỏ mất lúa là chơi luôn đó. Rồi ok, đợi tôi xíu. Đây bả phải không, chơi luôn, Trời, 5 xị cắt làm sao cắt chia tranh là bốn, mày cắt sao cắt là bốn, cứ giờ giờ giám sát, giờ mày ăn người ta quay mày giám sát, rồi ngược lại mỗi cứ mày ăn thì tao tao quay chia bốn đó, hai tờ 5 xị nha. Thằng nào ăn bốn đã hả? chia bốn, ngồi xuống đi, ngồi xuống chắc cắt đi để tao quay cho các bạn bạn thấy coi Đây đó. Mày chia thế nào chia miễn mà dễ ăn được rồi. lắm Mày đây, con, tao lụm mày 5 xị bữa nay mới được. trời ơi Đây chú đã chén ớt tao chuẩn bị sẵn luôn. đây đây, cái sắt đã sẵn, À, trời ơi tự nhiên là thèm đó, trời ơi quá tiền tiền vô cúc luôn à đó. năm mẹ không có gì hết, năm xị mỗi Đó mỗi thằng trời năm, ơi hôm nay là vô nha, hôm nay vô rồi mỗi thằng 5 xị mà dễ hả? đã quá, nghe thấy tiền Mà sắc không 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 có cái cảm xúc nha, nhăn mặt là thua đó nha. Đâu chia ra, đâu chia mỗi đó thằng đâu bốn bốn đó trái đúng không? Tao bốn trái, đó bốn trái đúng không? Rồi ok, mang trước đi, cầm mấy trái muối lên ăn coi. Không có có nhăn cảm xúc nha chưa? ơi ơi cầm nó thèm với trời, thấy thấy chanh là chảy nước miếng. Cho mày tìm muốn bớt cỡ nào bớt. Đây chấm ớt đây, từ từ Ôi coi. trời nó tiêm Đó, ớt đó quá chấm tuyệt ớt vời đó. luôn này. Cầm chén với ớt lên tay luôn đi. Vậy nó mới ngon nè đó. Đó. Đây đó Nè tao để ý cái tâm điểm mày nè, coi bị coi có nhăn đó nè. Rồi ok ăn đi, nhăn là phải nhăn rồi, nhăn là thua nha, không cảm xúc nha. không cảm xúc phải không? Ừ, 5 xị lần á, không có giỡn đâu. Rồi mời Rồi các bạn nha mời khỉ chăm là mời. ăn. Mày nhỏ con à sao sao nào cứ nhăn nhăn mặt là thua đó, tao nói rồi á. À, chắc mình thua quá bạn, thấy ông ăn ghê quá bạn, nuốt hết đây rồi ăn tiếp tục miếng thứ hai ông nội, chứ không có ăn liền vậy. Tao coi thử cái mặt nha, nhăn rồi. ăn đang ăn bánh uống nước trà, không có nước trà Rồi cầm cái chén lên, cầm cái chén lên đi. nước Xong để hột nó đắng đắng cho nó khỏi chua. hay Từ từ để muối tao chứ mày. Ăn hồi hết nè, muối tao không biết lấy gì tao ăn nha. ăn hết muối mà mày thấy mày cảm nhận được Nhăn mặt được, không được nhăn đó. mặt Nè đây rất tiếp miếng nữa nào, nhăn đi con. Ăn ghê trời. Trời nhăn. Mày hả con? Ê, đi đâu vậy? Ngồi đây coi. Ôi, không có nhảm, thua. Thua đúng không? Chấp nhận thua đúng không? Mày đâu có dễ dễ. hai miếng hồng tinh nữa nó muốn chảy nước mắt. Rồi. Chấp nhận thua đúng không? Rồi, rồi tới cầm đây tao ăn coi. Nó thua các bạn ơi. Ổng thua. Lại Tới lại mình. lại đó trước đi, Tao lấy tiền tao nha. Đây mày còn 2 miếng đúng không? Ăn cho không cảm xúc ăn để. ăn ăn 4 miếng dùng chỗ với ăn mà 2 miếng mà Mấy bạn này, 2 tờ. trời ơi đâu phải dễ gì, đâu phải dễ nuốt. Một tờ này là của tao đúng không? Tờ này của mày đúng không? Bỏ túi, bỏ túi trước nha. Thằng Trung mà dễ gì mà thằng Trung mà nó đã ấy vậy mà. Đang 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 không có cái gì thu hoạch nha các bạn. Ăn miếng đầu tiên nha. Chuyện này thu của nó 5 xị rồi, Chặt chết rồi. thú luôn.
Chấm nhiều nhiều. Trời muối. Ơi, nhiều nhiều muối tí nha các bạn nha. Coi cái nhân mà coi kìa, ôi trời ơi, coi kìa nó rớt nước mắt luôn đó nhân. Ngon quá à. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đây chết rồi. Cái này là mày đưa tao rồi, tao ăn cái đầu không ngăn giờ cái bên này là. Rồi, đây ăn hết không là nhân. Quá nhân luôn. Thua, nó nhân là thua. Thì nó nhân cho kiện ớt luôn chứ giờ gì nữa không nhân. Không được các bạn ơi. Hên là mình cá lộ một trái nha, một miếng là mình thua chắc. Thua mà. Thôi bây giờ. Đó. Bây giờ nói chung là cái này là thử nghiệm. Giờ tao ăn một miếng đúng không? Mày ăn hai miếng đúng không? Ừ. Vậy là mày thua răng nữa. Chưa, tao phải ăn hết trái mới được nha. Ừ. Thôi bây giờ là chua quá rồi, chua chảy nước mắt luôn rồi. Thôi bây giờ ăn hai miếng nè. Bây giờ còn là hai miếng đúng không? Ừ. Giờ một thằng ăn hai miếng. Ừ. Nếu mà không chua, không nhăn. Ừ. Nói chung là thằng nào nhăn đã thua đúng không? Có thằng hai miếng. Còn nửa trái đó. Ừ. Mà chua thiệt bạn, chua lắm. Mới ăn ông miếng mà mặt như khỉ ớt. Bây giờ mình bắt đầu tiếp tục. Ừ. Lần hai các bạn nha. Cái nãy cho nhát đi, giờ bắt đầu cái lần hai nè. Cố gắng các bạn. Năm xị này. Ừ, ráng làm phải lấy một chai nữa mới được các bạn. Nó ăn, nó ăn muối chứ nó ăn chanh gì. Đúng là kiếm tiền khó quá. Đâu phải dễ đâu, đâu phải dễ nuốt. Trời đó. Cái này mà nó không chảy nước mắt mới lạ. Nuốt động cả. Nhanh rồi. Ngay mà, ngay đàng hoàng. Ừ. Ừ. Nó chua, nó chảy nước mắt. À. Mắt chảy bạn, không dám nhăn luôn bạn. Còn miếng nữa bạn, ráng lấy 5 xị các bạn nha. Vậy lấy quá, vậy lấy quá. Ừ. Còn miếng nữa bạn. Vậy lấy quá. Ừ. Để quét muối nhiều bạn. Các bạn. Ừ, cho nó ăn. Cố gắng 5 xị. Vì tiền mà hy sinh bản thân. Nó ăn muối không? Cái này nó không chạy nữa. Nó đâu có nhăn đâu. À. Nó đâu có nhăn. Nó như khỉ, nó đâu có nhăn. Thưa bạn ơi. Nói chung miếng đầu á mình cố gắng, miếng thứ hai chịu không được. À. Chua lắm. Tới nước mày á chắc bằng thua. Mày vô đi. Đây còn miếng nữa. Hai miếng không nổi đây nè. Hai miếng hả? Ừ. Tặng hai miếng rồi. Còn hai miếng không? Đây. Bây giờ trở lại ban đầu mà. Trở lại ban đầu là hai miếng đó. Tao phải lộng mày năm xị tao mới chịu. Này nó mình quét muối ít quá sao cái đầu cũng sao cái thứ hai mà sao mà nó nhăn. À, cái thứ hai ăn không được cái đầu còn chấp nhận cái thứ hai thua. Ừ. Rồi múc đi. Dứt nhăn là thua đó. Cố gắng căng cái mặt ra. Chua chọn cái dễ thua đã. Đây lầm nó lắm. Thua chắc lầm quá bạn. Lầm lên lầm. Miếng thứ hai mới căng. À. Chắc thua quá bạn ơi. Thấy ngon lành quá. Quéo này nè. Đã nha. Vô nha. Coi nha. Coi cho kỹ nha. Kỹ à. Coi cho kỹ nha. Mí nhăn cái là tao tắt máy liền. Rồi thua rồi các bạn ơi. Thua rồi. Trời ơi thua rồi các bạn ơi. Bó tay luôn rồi. Mó ra. Nhăn đây coi. Nhăn đây coi.
Ôi ơi, thua thiệt các bạn ơi. Ông ăn đúng tuyệt vời luôn. Chết rồi các bạn ơi. Đâu rồi, mất một sĩ đã mất, trai đã mất rồi. Mới nhét vô cái kỳ. Mở ra, ở ra, ở ra. Vô tình. Ôi 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 ôi. Ôi 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 nữa. Yeah yeah yeah. Yeah yeah. Cặp bá rủi uống cà phê, cà phê nha. Đủ có bê nha nha. Trời ơi, đã tuyệt vời quá. Rồi nó lấy mình hết sĩ các bạn, mình đã kiếm tiền để xài cái này, nó lấy quốc hành sĩ ăn hai miếng. Đây, bà túi. Nhé. Rồi, ok, chấp nhận thôi. Rồi. Cảm ơn nha. Bữa sau có vụ gì cần tiếp nha. Thôi mình cứ xin chào các bạn nha. Các bạn thấy clip mình với ông Trung có hay thì các bạn cho mình xin một like và một lượt đăng ký nha các bạn, và các bạn chia sẻ clip cho mọi người cùng xem giúp mình các bạn nha. Thôi mình cũng xin mến chào và hẹn các bạn clip tiếp theo các bạn nha. Hy vọng là đợt sau mình sẽ thách đố một cái gì đó để thắng ông Trung. Đây đúng quá đã, nhìn nó chướng thật các bạn. Thua nó thắng nó cười đã không.